Xin chào and welcome back to BVIS and Tu Sao Vui Vẻ. Xin chào mừng tất cả các quý vị phụ huynh và các em học sinh đã quay trở lại với thông điệp của cô Lisa. So we've had a really exciting week and I'm sure you're all ready for the weekend and I hope you have a great time with the weekend. Và tôi mong rằng những thử thách tuần vừa qua đã mang lại những thời gian vui vẻ nhất cho các quý vị phụ huynh và các em học sinh và cũng mong là mọi người sẽ có một ngày cuối tuần rất là vui vẻ. A big thank you to you as the students for working so hard, for the staff for putting on such fantastic things for you to do, and for the parents for supporting us. Và cô cũng xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các em học sinh, những người đã cố gắng hoàn thành các thử thách được đặt ra bởi giáo viên, cũng như gửi lời cảm ơn tới đội ngũ giáo viên nhà trường và các quý vị phụ huynh đã cùng các em học sinh nỗ lực trong tuần vừa qua. I hope you've finished your PE challenge. Nan and I have been playing badminton very badly, I'm afraid. Và cô cũng mong rằng là kể cả có ở tại nhà thì quý vị phụ huynh và các em học sinh cũng luôn rèn luyện thể chất giống như là tôi và cô Lisa vừa mới cùng nhau hoàn thành thử thách đánh cầu lông vừa rồi. And so we're going to say goodbye for the weekend and we look forward to speaking to you on Monday. Và đây cũng là những lời cuối cùng muốn chia sẻ trong tuần này. Chúc quý vị và các em học sinh có một ngày cuối tuần vui vẻ. Bye!